Hôm trước chúng ta đã học xong về cái phần ứng dụng cơ bản xây dựng cái base model và các cái lớp post user sẽ kế thừa các cái lớp kế thừa cái base model của chúng ta để giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu dễ dàng hơn. Cụ thể là trong việc chúng ta lấy ra toàn bộ những cái nội dung ở trong bảng post, chúng ta chỉ cần đơn giản là list post bằng post 2.2.all. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ hiển thị ra dạng bảng là gồm head này, ID, title, content, author. Với cái đấy thì chúng ta sẽ có list post bằng SP và các cái dòng TR tương ứng với những cái nội dung của đối tượng mà chúng ta lấy ra. Thế chứ nhỉ? Các bạn chạy thử xem có được không? Đây là kết quả. Sau đó chúng ta sẽ tiến thêm một phần nữa, đó là chúng ta có thêm một cái ở phần phía trên này, phần head ấy. Chúng ta duplicate lên và chúng ta để ở dưới này một cái thẻ TH trống. Cứ để trống ấy để tí nữa chúng ta làm thêm, làm insert. Còn ở phần phía dưới này chúng ta thêm một cái TD vào và chúng ta sẽ có cũng để trống luôn. Tí nữa chúng ta xử lý. Ở phần P title này này. Cái P title này nha, chúng ta update nó lên. Chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng thêm một cái thẻ A nữa. Có href bằng detail.php hỏi chấm id bằng bằng cái p trở đến id, và ở giữa cái thẻ a này chúng ta hiển thị ra p title. Các bạn làm đi, update luôn đi. Thì đến lúc này cái tên của cái bài viết thì nó sẽ hiển thị theo dạng là một thẻ a với cái đường dẫn là vào detail với detail.php hỏi chấm id bằng cái số id tương ứng, và cái tên của bài viết thì vẫn giữ nguyên, không khác gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần là hiển thị nội dung chính của một bài viết, nó sẽ như thế nào. Ok chưa? ID và title. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ reload và thấy cái bài viết nó sang cái thẻ A và hover xuống là có cái detail.php hỏi chấm ID 1.2.3.4.5 đúng không? Được chưa? Bây giờ yêu cầu là khi mà chúng ta bấm vào đây, nó sẽ sang một cái trang mới là trang detail.php với ID bằng 1. Thì tôi muốn hiển thị ở đây là cái nội dung chi tiết của một cái bài viết, gồm tiêu đề này, nội dung và tác giả để ở dưới, đúng không? Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn đến đây chưa? Xem có ra không? Văn, ra đây, trông mặt đần thối ra vậy. Chờ các bạn tận 15 phút còn gì nữa. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra thêm cho tôi trang detail.php. New file bằng detail.php, code pp trong này. Chúng ta sẽ tiến hành lấy ra là cái biến ID nó sẽ bằng đô la gạch dưới cái gì để lấy cái URL, cái ID trên URL. Get giá trị của ID lấy ra ngoài. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành require one cái file là model.post.php, và chúng ta tiến hành cái post bằng post làm cái hàm gì để lấy ra một đối tượng, hàm gì trong base model để giúp chúng ta lấy ra một đối tượng dựa vào ID.
đây này, làm file thì chúng ta tiến hành là post 2.a.file cái biến tham số id truyền vào, và chúng ta tiến hành vadam ở dưới này, vadam cái post ra, nó nhanh hơn rất là nhiều so với cái việc chúng ta phải làm ngày xưa. Được chưa? Và làm the post. Bây giờ chúng ta sẽ có gì? Bấm vào bài viết 1. Đúng ra cái post có ID bằng 1, title bằng bài viết 1, content bằng content 1, read được by ID bằng 3. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta sửa thành 2. Nó sẽ ra bài viết 2 tương ứng, nội dung là content 2, created 3. Được chưa? Thì đây nó sẽ lấy ra được cái thông tin chi tiết của một cái bài viết dựa vào cái ID chúng ta có hàm file rồi. Thì ở trong này chúng ta hiển thị cái gì? Có một cái div này, có style, tôi viết style inline ở đây là background color bằng aqua, bằng aqua đi. Chúng ta có thể h1 bằng title, thì chúng ta có cái echo pp echo bằng cái biến post chỏi đến title. Thẻ p nằm ở dưới, chúng ta sẽ hiển thị ra là echo ra bằng biến post chọn đi content, và ở phía dưới cùng chúng ta có một cái thẻ strong là để hiển thị tên tác giả, đúng không? Thì chúng ta sẽ tiến hành echo ra ngoài này cái biến là post chọn đến cái hàm lấy tên tác giả, thì chúng ta sẽ hiển thị ở trong này đó là get author name hiển thị vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy cái nội dung là bài viết 2, content 2, Nguyễn Anh Văn. Được chưa? Ứng dụng của cái hướng đối tượng của chúng ta làm việc nó rất là nhanh, gọn. Ứng dụng cái này nó rất là nhanh.
Xong đi nhỉ? Dạ. Tiếp tục nhá. Chúng ta có thể là thêm một cái nút ở phía dưới này nữa. Chúng ta để một cái thẻ div nằm trong này, chúng ta sẽ thêm một cái thẻ A vào đây nữa. Một thẻ A này nó là sẽ là update.php hỏi .id bằng ID bằng cái echo của cái biến post trở đến ID. Và đây là chúng ta viết cái link, nó là link cập nhật, update đi. Update. Để cho chúng ta bấm vào đây, chúng ta sang một cái trang, một cái màn hình để giúp chúng ta cập nhật thông tin của cái bài viết này. Sau khi cập nhật thông tin xong, chúng ta quay lại cái trang index kia. Đấy nhỉ? Bây giờ xem giao diện này. Chúng ta có một cái link update ở đây, nó sẽ sang trang update.php với index bằng với ID bằng 2 đúng không? Chúng ta sửa ở đây là bằng 3 đi. Thì nó sẽ vẫn là bằng update với ID bằng 3. Thì giờ bây giờ chúng ta sẽ tiến hành update thôi nhá. Update dữ liệu của chúng ta sẽ hoàn thiện tiếp cái hàm update nằm trong cái base model để chúng ta update dữ liệu nhanh hơn. Thì hồ giờ bây giờ sẽ có những cái gì? Xong chưa các bạn, xong đến đây chưa? Rồi, tôi chờ. Làm sao, có gặp vấn đề gì không? Chưa xong nhưng mà không gặp vấn đề gì.
chưa đi bước chưa mà. Bán kiếp thì không biết được dấu cách thực tế bán à. Không biết được không? Tôi cực kỳ ghét nhìn những cái kiểu như này luôn. Thế nên tôi dạy cho ông, tôi không chấp nhận, tôi không thể quá chịu với người khác để tôi hết cả mình. Các chúng ta đều dùng con đấy. RE Magnify Money RS là 24. Đây, không biết là RE nhưng mà mình thôi là RS. Chịu
là x cao lớn hơn 0 thì bình thường là 0. Thế nếu mà nhiều hơn 0 thì sao? Nếu mà ít hơn 0 thì sao? Không có bằng 0 thì đâu, không có bằng 0 vì sao cả ngày đã chuyển như này mà hay là cô đã tận tập cái gì đã hợp lý cho các bạn nhìn có thấy hài lòng không? Tập sửa bạn đấy. Tại sao không nghĩ là chúng ta mà nghe học chúng ta? Vậy thì thằng eo có một ý không? Thằng eo ừ, thì nó có cùng cùng level với nhau. Thế tại sao mình không con mà nó cùng level với nhau? Em thuộc vào đây. Tại sao thằng Rito là trên không thuộc vào? Các bạn nhau chưa? Ở đâu? Mắt cùng đẻ. Tại sao lại cách ra mà không nhìn được kia lại? Ông còn như thế này, ông đi làm nó chỉ chửi ông, nó chỉ không được nhục thì ông sẽ nghỉ thôi. Nói thật đấy, làm cái gì cũng phải cẩn thận chứ. Còn ai cũng đi nữa không? Không yêu phạm cái gì đấy, chạy vào cái gì đấy, rồi sao rồi được rồi. Same.
làm những cái thứ rất là mất thời gian. Ví dụ như thế nào? Được chưa? Cảnh cáo lại các bạn một lần nữa nhé. Cốt thì thằng cha thằng ngoài người cha hoặc lần cha ra lệnh con phải thu vào bốn dấu cách hoặc là một tác nhá. Cái này là cái style cơ bản các bạn phải tuân theo khi đi làm. Tôi cực kỳ ghét những cái đứa nào biết thẳng thùng luật như này, đặc biệt là cái thằng thùng luật kia. Làm cái gì cũng phải cẩn thận, một dòng cũng phải cẩn thận, một dòng cũng phải format được, chứ không thể để cái chuyện nó như thế này xảy ra. Tôi nhìn thấy nhá, thậm chí tôi đổi thẳng khoảng lớp này luôn, kể cả từ HTML đến CSS đến PHP đến JavaScript, các bạn cũng phải làm cái việc như thế này. Người ta nhìn thấy mình lần đầu tiên gặp nhau thì ấn tượng khỏi cái gì? Có đẹp trai, có xinh gái không, đúng không? Công cốt đâu có đâu cũng xinh đẹp đâu để mà người ta chỉ cho mình. Nhìn thấy cốt đã thấy bực mình thì làm sao mà chỉ được? Được chưa? Cái này là cái tối thiểu các bạn phải tuân theo và phải format được. Không có dùng tool tiếp đến format bằng tay từng dòng một. Được chưa? Không thể để cái chuyện mà nó cốt tùm lum từ lưa ra được. Ngoài ra tất cả các tên biến, tên lớp, tên file các bạn phải đặt đúng chuẩn. Đặc biệt là cái thằng quen này, anh bạn. Cái này là cái gì? Đây là cái gì? Ai dạy ông thế? Tôi nói xả từ lúc đầu học OV là như thế nào? Tên lớp như thế nào? Đặt tên file đúng như thế. Lớp là base model thì chỉ chữ B, biết không ạ? Model. Ở đây có mấy model? Một model thì không có chữ S gì đâu. Được chưa? Bây giờ không phải sửa nữa, bây giờ không sửa nữa đâu. Cho nên không phải sửa là gì cả. Bây giờ cứ thế mà theo thôi. Để làm cái gì? Người ta làm cái này không phải là tự nhiên người ta làm ra, mà là bởi vì sao? Sau này các bạn sẽ require, sẽ use những namespace, thì người ta sẽ nhìn đến cái tên file các bạn sử dụng là như nào, tên lớp sẽ đúng như vậy. Người ta copy paste thẳng xuống, không phải mở cụ thể cái file này ra là cái gì. Mở cụ thể cái file này ra xong copy cái class làm cho đến nó mất mấy cái thao tác, ít nhất là 4 thao tác. Trong khi người ta đã mất công require cái file này vào rồi, người ta copy mỗi cái đoạn này viết xuống dưới bằng như cái gì đấy, mất là mấy thao tác? Một thao tác so với 4 thao tác thì cái nào nhanh? Hiểu vấn đề không? Nói cứ bướng. Được chưa? Đây các bạn để ý này, tôi đặt tên class này. Có sai một chữ nào không? Tên lớp này, tên bảng này. Nhìn người ta hiểu ngay. Được chưa? Xong bây giờ đến update.php. Chúng ta tạo một cái file mới. Tên là update.php luôn, viết code php trong này. Và bây giờ chúng ta để ý này, ở cái detail chúng ta truyền ra cái ID vào trong này, đúng không? Truyền ID thì dựa vào cái ID này chúng ta sẽ lấy được cái thông tin của cái đối tượng này. Sau đó chúng ta sẽ hiển thị ra một cái form, trong form đấy sẽ có sẵn dữ liệu của cái đối tượng mà chúng ta có thể chỉnh sửa và tiến hành update dữ liệu lên trên. Thì bây giờ chúng ta xử lý như thế nào? Update.php thì chúng ta đi copy lại cái đoạn require vào hàm file ở trong cái hàm detail để lấy thông tin ra. Đó, bởi vì đoạn này nó đã chạy xong, chạy được rồi thì chúng ta tận dụng luôn. Sau đó ở trong này thì chúng ta sẽ có một cái form action nó bằng update post.php, method là method post. Sau đó ở trong này chúng mình làm form thôi, ở một cái file, một cái post nó có những cái gì. Chúng ta sẽ sinh ra các cái div để cho nó, các cái vùng, các cái thẻ input nó được xuống dòng, bởi vì div nó display bằng block mà, cho nên nó sẽ không cùng nằm trên một hàng. Div ở đây chúng ta sẽ để là title này, thì ở bên cạnh thì nó sẽ có một cái input time text có name bằng cái title.
và value bằng echo của cái biến post trở đến title luôn. Duplicate cái div này lên. Tiếp theo là đến content. Name bằng content. Echo post content luôn. Author. Author này thì ở đây chúng ta phải chọn lấy một cái tên của tác giả đã có sẵn rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái gì? Trước hết chúng ta phải lấy được tất cả các cái tác giả, tức là những cái user ở trong hệ thống ra ngoài. Và dựa vào những cái user đấy chúng ta sẽ hình thành nên một cái thẻ select. Và các cái tác giả thì tương ứng nó sẽ là một cái option nằm trong cái select đấy. Thì chúng ta sẽ có một cái biến là user bằng, chúng ta phải require thêm cái biến user vào cái lớp user vào đây, bằng user ://own đó, để lấy hết user ra. Và ở trong cái phần author này chúng ta sẽ có một cái thẻ gọi là thẻ select. Thẻ select name bằng created by, không có multiple, multiplex gì cả. Được chưa? Và chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ thực hiện for x. Các bạn for x tab một cái nó tự động nó ra cái này nhá. PHP for x này, xong rồi value 2 chấm này, xong end for x. Đây cũng là một cách for x, nhưng nó rõ ràng hơn so với cách kia của chúng ta đúng không? Và nó cũng tự sinh ra dễ hơn nữa. Cái này tôi vừa biết, trước không biết, cho nên phải làm cách nông dân kia. Chúng ta sẽ for x cái biến user s u u ra ngoài này. Và chúng ta có cái đưa cái option này lên trên. Đưa cái option lên trên với value bằng, với value bằng cái u trở đến id. Và text hiển ra, hiển thị ở trong những cái option này thì chúng ta sẽ echo ra cái $u trở đến name. Còn select từ từ đã. Đó, và bây giờ chúng ta xem đã. Được chưa? Nguyễn Anh Văn này. Someone này. Đúng chưa? Đúng bài viết 3 content 3 không? Đó là cái chúng ta sẽ làm. Rồi các bạn, làm đi. Thank you.
Xong chưa? Em có đúng không? Bây giờ ID bằng 4 này. Đúng bài viết 4 không? Đây là 5 này. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ để ý, nếu mà tôi để là 500, chết chắc luôn. Thấy không? Đây này, 500 thì làm gì có cái ID mà bằng 500 đúng không? Chết chắc luôn. Bây giờ sao? If, chúng ta phải if ở đây này. If chấm than post, tức là cái biến post nó bằng null hoặc là nó không tồn tại ấy, thì chúng ta sẽ hiển thị ra đây là echo ra là một cái thẻ H1. Đây là bài viết không tồn tại. Bài viết không tồn tại. Chấm phẩy và đài đây. Đây, chúng ta có 500 bộ hoặc 400. Bài viết không tồn tại. Để cho nó không hiển thị ra. Nếu mà hiển thị ra mà để lỗi, rất là dở hơi. Xong chưa? Được chưa? Các bạn cứ thêm khoảng vài trăm vào đấy xem nó có bị lỗi không. Nếu mà hiển thị ra bài viết không tồn tại thì là được. Còn nếu mà những hiển thị những cái số mà nó có trong DB của mình thì nó ra như này là xong. Ngoài ra chúng ta vẫn chưa xong đâu nhá. Chúng ta để ý này. Cái bài viết 3 có tác giả là gì? Vân đẹp trai thế đúng không? Update lên này. Nó lại ra là Nguyễn Anh Văn. Có đúng không? Có đúng tên tác giả của nguyên bản của nó. Sai. Thế bây giờ làm sao để cho nó chọn luôn cái tác giả mà nó thuộc về trong những cái thẻ select này. Làm nào? Thêm cái thuộc tính selected vào đúng không? Cho cái index tương ứng thì chúng ta sẽ có cái gì? Đây, tôi sẽ enter cái này xuống, đẩy vào lùi vào trong cho nó nhìn cho nó tử tế. Rồi, chúng ta chỉ cần đơn giản là thêm một cái selected vào là xong đúng không? Nhưng mà chúng ta phải có if condition. Thì condition của chúng ta ở đây nó sẽ là cái gì? Nếu u trở đến ID mà bằng với post trở đến created by thì chúng ta sẽ hiển thị ở đây là một cái selected và enif. Yeah, chúng ta coi xem có đúng nhá. Đúng này, đúng cái tác giả của nó chọn ban đầu chưa? Đó, thì chúng ta thêm cái đoạn này vào. Được chưa? Có đúng không?
trông đần thối ra vậy. Không biết viết cái này ra như nào ạ? Cứ viết if xong căn chun cách cái nó ra. Bây giờ đấy là cái lợi ích của tool. Xong chưa? Rồi bây giờ xếp xuống thì xếp nó sẽ đẩy vào trang là update post.pp đúng không? Nhưng mà chưa xong rồi nhá. Các bạn chú ý này, nếu mà đưa vào update post chúng ta có nhìn thấy cái ID nào để mà update không? Câu lệnh update của chúng ta sẽ là câu lệnh gì? Update table name set các cái giá trị và còn cái điều kiện là where ID bằng cái gì gì đấy. Đúng không? Chúng ta chưa có. Thì giờ sao? Sao? Thì phải truyền lên trên cái server, trên cái update file update post này một cái ID. Đúng không? Thì chúng ta truyền lên như nào? Không phải nhét vào đây đâu nhá. Đừng có thằng nào nhét vào đây nhá. Nhét vào đây này. Input type bằng hidden. Có name bằng ID. Và value nó sẽ bằng echo ra cái ID. Post trỏ đến ID. Để cho nó giấu cái ID của người dùng đi. Người dùng chỉ cần biết tên mình thôi, không cần phải biết ID của mình là cái gì cả. Cái điều đấy không hay ho gì cả. Giấu được cái gì thì phải giấu. Được chưa nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta coi xem cái giao diện nó chẳng khác gì. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái input ẩn ở phía trên của cái title, các bạn nhìn thấy input hidden ID value 3, đúng không, 3 chưa? Bây giờ submit lên thì nó sẽ là đẩy sang cái trang là update post.php và chúng ta sẽ nhận được cái ID này bằng 3. Bây giờ ở dưới cùng chúng ta sẽ có một cái div. Có ở dưới cùng và chúng ta sẽ có một cái thẻ button. Type bằng submit. Có value, có text bằng submit. Lên. Đây, submit này. Gửi lên. Sau đó chúng ta sẽ xử lý logic cho nó. Update post.php. À đây là save update post.php. Save update post. Không chưa? Rồi bây giờ mình tạo ra cái file save update post thôi để xử lý logic cho nó. New file save update post.php, lại code php trong này. Và mình bây giờ mình sẽ tiến hành những cái bước như sau này. Bước 1 là thu thập thông tin từ form. Bước 2 là file ra cái model. Bước 3 cập nhật dữ liệu từ form vào model. Bước 4 save. Bước 5 tiến hành redirect về trang chủ, tức là trang danh sách, trang chủ ở đây trang list.php. Được chưa? Đẩy vào đây. Thế bây giờ mình sẽ làm gì? Đầu tiên là thu thập thông tin đúng không? Chúng ta có ID bằng cứ cho là dữ liệu của chúng ta ổn nhá, thì chúng ta sẽ có đô la gạch dưới gì? Gạch dưới gì ở đây? Post của các cột là ID này 123. Đây là gì? Title. Đây là gì? Content. Đây là gì? Created by.
Rồi, xong. Thì để file được model, đây là tôi mở ngoặc ra dữ liệu mới. Thì ở đây chúng ta sẽ phải require one cái file gì? Model.post.php. Đây file model thì chúng ta sẽ có một cái biến model bằng post 2.2. File cái gì? $ID truyền vào đây. Bây giờ chúng ta đã có model, nhưng mà đủ chưa? Đủ chưa? Này đã chắc chắn là chúng ta có model chưa? Chưa chắc chắn được. Bởi vì sao? Bởi chúng ta lưu ý này. Đây là cái hai đường ID bằng 3 đúng không? Tôi có sửa được cái value này không? Sửa đây này. Nó vẫn submit lên bằng 500 bình thường. Thử nhá. Yeah, bây giờ tôi sửa lại cái value này bằng 300. Ôi giời. Model à, thiếu chữ SC. Đúng bằng 300 không? Tức là họ fake data. Họ hoàn toàn có quyền fake data. Đúng không? Cho nên chúng ta phải kiểm tra if cái biến model này không tồn tại thì lại echo ra một cái thẻ H1 như lúc nãy là sai người à, sai thông tin. Chấm than vào đây xong rồi chúng ta đại kệ nó. Ai mà ông sửa? Ông sửa không đúng thật thì ông chết. Tiếp theo chúng ta sẽ cập nhật dữ liệu vào trong model thì chúng ta có cái gì? Model trỏ đến name title bằng biến title. Model trỏ đến content bằng biến content. Model trỏ đến created by thì bằng cái biến created by. Sau đó lưu dữ liệu lại thì chúng ta sẽ có cái hàm này. Model trỏ đến update, đóng mở ngoặc. Và redirect thì chúng ta có gì? Redirect gì? Header location về list.php. Thế là xong. Chúng ta chưa có hàm lại update này, tí nữa chúng ta sẽ biết. Yên tâm. Tí nữa các bạn, tôi sẽ yêu cầu các bạn làm phần insert, yên tâm. Phần update này còn khó hơn phần insert.
Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta, tôi giải thích lại này. Đầu tiên chúng ta require one cái post để lấy cái dữ liệu từ cái ID truyền truyền lên. Sau đó chúng ta thu thập thông tin của ID, của title, của content, của grid 3. Những cái thông số mà người ta có thể update được. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái model gắn lại giá trị cho các cái field ở trong cơ sở dữ liệu là title, content, grid by. Và chúng ta tiến hành thực hiện update. Thì cái hàm update này chúng ta chưa có ở trong base model. Đúng không? Chưa hề có cái hàm update. Thì bây giờ chúng ta viết cái hàm update này như thế nào? Cái hàm update thì mục đích chính của nó sinh ra câu lệnh gì trong SQL? Update table where set, set tên cột bằng giá trị where ID bằng bao nhiêu đấy. Đúng không? Bây giờ chúng ta xây dựng kiểu gì? Mà bây giờ chúng tôi muốn một cái hàm ở trong base model ấy, nó là sẽ là như thế này. Public không static. Ông thấy không, thấy tôi trỏ sang à? Trỏ sang làm sao static được? Function. Public function update. Đóng mở ngoặc như này thôi là update rồi. Thì giờ mình phải làm sao? Thì mình cứ có câu this $this trỏ đến query builder đã, bằng select cái gì? Update $this trỏ đến table name. Được chưa? Sau đó có câu set này. Bây giờ set cái gì? Set cái gì? Và where chúng ta có this trỏ đến query builder sẽ cộng bằng với cách ra where id bằng this trỏ đến thuộc tính là id. Này thì được đúng không? Này không vấn đề gì cả. Thế còn những cái thuộc tính khác thì làm nào? Làm nào? Bảng nào cũng được, update bảng nào cũng được. Giờ sao? Coi này. Chúng ta có cái bảng post này đúng không? Chúng ta sẽ làm như sau. Public public đô la column bằng title content gì nữa, created by. Được chưa? Chúng ta sẽ viết vào đây những cái cột mà chúng ta cột thuộc về cái đối tượng tương đương với cái bảng là post, trừ cái cột nào là primary ra thôi. Bởi vì primary mặc định nó là ID rồi đúng không? Trong hệ thống của chúng ta không chấp nhận cái kiểu primary kiểu tên khác. Thì ở đây chúng ta sẽ là title, content và created by. Thì bây giờ sao? Tôi có cái thằng này rồi thì sao? Tôi sẽ có như sau nữa này. Chúng ta tiến hành for each cái biến this trỏ đến column. Add value, add cone đi, add cone. Giờ các bạn coi này, đô la this trỏ đến, trỏ đến đóng mở ngoặc đô la cone sẽ bằng với cái gì? À quên nhầm, cái câu này nó sẽ là this trỏ đến query builder cộng bằng với string này. Đây là tên cột đúng không? Đô la cone bằng với this trỏ đến cone và phẩy cách ra. Đố các bạn cái này hình thành cái gì? Xem output nhá, xem output đã này. Cái gì ấy? Tắt đi. Được chưa? Xem này. Reload nhá. Đây là test update bài viết 3. À 3 chứ quên. Someone. Oh, post could not be converted to string. Lỗi đâu nhỉ? Base model dòng 20. This trỏ đến cone. Đây. Cộng với
this cho đến call cộng tiếp với một cái string chứa một dấu phẩy và một dấu cách như này. Thử xem có được không. Update post set title bằng test update bài viết 3, content bằng test update bài viết 3, created 6, where id bằng 3. Hiểu vấn đề không? Đây đúng tên cột chưa? Đúng tên cột chưa? Giá trị chúng ta chỉ thêm hai cái phẩy vào là xong đúng không? Đây giá trị đây, phẩy một cái đây, một cái ở đây. Và tí nữa chúng ta loại bỏ bớt cái dấu phẩy cuối cùng này đi là hết phim đúng không? Bây giờ làm sao viết được như này? Tôi đảm bảo các bạn câu này chạy. Nếu tôi bỏ dấu phẩy ở kia đi luôn. Đây nhá, xem nhá. À, PT, PH, đâu nhỉ? Lớp mình đâu nhỉ? Giờ nhiều database quá chẳng biết đâu với đâu. Đây rồi. Đâu? Đấy. 702 mà. À đây rồi. Tôi sẽ chạy luôn này. Đây, tôi sắp xếp lại cho các bạn coi này. Set title này. Câu này mà không chạy. Này có chạy không? Có chạy không? Chắc chắn chạy luôn. Được chưa? Thế vậy làm sao mình viết được cái đoạn này đúng không? Nãy chúng ta viết đoạn này, làm sao chúng ta lại viết được thế? Thì các bạn để ý này. Đây các bạn không hiểu, đang không hiểu cái đoạn đây đúng không? This code này đúng không? Có cái này có hiểu không? Nào nào, giải thích lại. Đây nhá. Chúng ta có cái column bằng title gì nhỉ? Content và cái gì nữa? Created by ngày đúng không? Rồi, bây giờ tôi tiến hành for. Và for đầu tiên là lấy ra cái gì? For của column này lấy ra phần tử đầu tiên là cái gì? Title đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái câu lệnh là select à nhập update table là post set. Được chưa? Set cái đầu tiên các bạn nhìn thấy tôi viết cái gì đấy? Code đúng không? Code thì cộng thêm cái chữ là title cho này đúng không? Và dấu hoàng. Xong chưa? Đúng không? Có đúng là title hoàng không? Đây. Đây là chữ title này. Đây là vòng đầu tiên nhá. Title bằng và một dấu phẩy. Đúng không? Một dấu phẩy đây. Xong chưa? Rồi, đang tiếp theo đến cái đoạn này. Thì nếu mà đúng ra mà chúng ta $this trỏ đến $col thì nó sẽ là $this trỏ đến cái phẩy phẩy là title. Như này lỗi. Như thế này sẽ bị lỗi. Vòng đầu tiên mà thì nó chính là chữ title đúng không? Như thế này sẽ bị lỗi. Bởi vì chúng ta không có thuộc tính nào ở trong cái lớp post kia nó bằng cái phẩy phẩy title như này. Đúng không? Và chúng ta phải, nếu mà trong trường hợp chúng ta thêm cái này vào, thêm cặp dấu ngoặc vào hai bên này thì mặc nhiên cái phần này nó sẽ là thành như thế này. Hiểu không? Bây giờ đấy là cái tác dụng của cái dấu ngoặc nhỏ trong các phần tử. Hiểu chưa? Không có gì cả đúng không? Thì bây giờ với cái this trỏ đến title thì nó bằng cái gì? Có phải bằng dữ liệu tôi vừa mới viết vào trong kia không? Bằng value của cái tiền title thì ở đây nó bằng xyz chẳng hạn. Và chúng ta cộng thêm một cái gì nữa? Dấu phẩy. Dấu phẩy ở trên này. Và thêm một dấu phẩy và dấu cách ở đây. Xong chưa? Đó, nó cứ thế nó nối vào. Nối vào sẽ hình thành các cái thuộc tính khác là content, created by đều như nhau cả. Xong chưa? Dễ mà. Có gì đâu. Chẳng qua cái phần này thì các bạn chưa được học thôi. Chưa học thì thấy nó hơi khó. Chứ cũng dễ hình dung đúng không? Rồi xong, bây giờ tôi chỉ cần loại bỏ nốt cái
cái dấu phẩy và dấu cách ở cuối cùng ấy đi đúng không? Đúng chưa? Loại bỏ dấu cách và dấu phẩy cuối cùng đi đúng không? Giờ tôi làm nào? Sẽ làm như sau này, thoát của vòng lặp tiến hành là retrim của cái retrim của cái biến this trỏ đến query builder xóa phần tử là phẩy và cách đi. Bây giờ chúng ta chạy lại. Đẹp chưa? Ủa, chưa đẹp. Retrim this write stream của cái ở đây. Chúng ta sẽ bằng cái this trỏ đến query builder bằng cái retrim của this query builder chấm phẩy. Mất dấu phẩy chưa? Đúng không? Thế là thỏa mãn rồi gì? Xong. Loại bỏ cái ký tự phẩy và cách ở bên ngoài, ở ngoài cùng, ở vị trí ngoài cùng, ở bên tay phải của chuỗi đi. Thì chúng ta dùng cái này và gán lại cho nó bằng cái this query builder. Và cuối cùng chúng ta where id bằng this id. Xong phim. Còn tiếp theo thì làm nào? Tiếp theo chúng ta sẽ lại có $this trỏ đến connect trỏ đến prepare cái $this trỏ đến query builder và this ở đây là cái biến stmt statement và cái biến stmt này sẽ trỏ đến execute cuối cùng là try, mình sẽ tiến hành try đây. Try cái stmt execute. Nếu mà cái này chạy không bị lỗi gì thì chúng ta tiến hành là return true. Control shift lên trên. Return cái this. Còn else catch. Đây là exception. Exception ex thì và đâm ra cái ex trỏ đến ex trỏ đến get message và đai luôn đây cho nó lỗi luôn hiển thị luôn. Xong. Đây là hàm update của chúng ta, update bản nào cũng được, chỉ cần thêm mỗi cái column thuộc tính column vào trong các cái đối tượng là xong. Được chưa? Tôi test rồi tôi đẩy lên cho các bạn nhé. Save update post này. Đây update xong này. Thì handle location valid đúng không? Rồi chúng ta làm lại cái mớ kia. Rồi. Reload này. Bây giờ tôi update bài viết 1 nhá. Update này. Đây là cập nhật nội dung bài viết 1. Đây là nội dung bài viết 1. Muốn nó dài nhưng không biết viết gì. Bài này do ông Thiện viết. Submit lên. Xong chưa? Đúng dữ liệu chưa? Đấy. Đây là hàm update, tôi sẽ đẩy lên trên. Đây là base model update. Đáng lẽ phải áp cái transaction của lên. Rồi thôi, phải lấy nó vào transaction xong. Các bạn chỉ cần update thêm cái copy thêm cái phần base model và cái post vào là xong. À cái này quên. Cái này còn thiếu, xin lỗi các bạn. Đây chúng ta sẽ có thêm phần này nữa. If this trỏ đến đóng mở hoặc $col bằng null. Những cái nào bằng null thì chúng ta không update.
chúng ta tiến hành là continue. Những cái nào, những cái thuộc tính nào bằng null ấy thì chúng ta không update nó nữa. Nên sau continue là bỏ qua vòng lặp đúng không? Chạy đến vòng tiếp theo. Connect này là cái đối tượng video đúng không? Rồi, prepare tức là nạp cái câu SQL vào. Để cho còn cái này thực thi. Thế đó. Nếu không nó biết chạy cái câu SQL nào.
xong rồi thì tiến hành là nghĩ cách làm hồi cái áp lên là cái insert nhé. Insert dữ liệu vào trong base model. Insert dữ liệu vào trong mỗi bảng. Thì chúng ta sẽ có thêm một hàm như sau. Đó. Có một hàm insert. Nghĩ kế viết cho tôi hàm insert đi thế nào.
scale thế này là mô đồ. Tôi nặng đánh cái tiếng Anh thì anh chỉ đọc học lập trình mà ngu thì anh cũng là một cái tội rất là lớn đấy nhá. Đấy đúng, nó hơn cả giàu cả rồi là cái tội này. Làm đi và ngâm đến khoảng 8 giờ tôi sẽ làm nốt cái hàm update và hàm insert cho chúng ta. Có hàm delete chưa nhỉ? Ồ chưa hàm delete à? Thì làm hàm delete luôn. Cô lệnh delete là gì nhỉ? Delete from list cho đến table name where id bằng. Đấy, hàm delete nó chỉ có thế thôi. Tôi không nhớ có lệnh delete. Tôi viết bừa. Delete này à? Hình như tôi viết đúng mà. Hình như delete from mà.
Tôi cứ nhớ cái gì mang máng là cái đấy đúng. Trước đi thi trắc nghiệm toàn thế, cứ nhìn bốn đáp án, cái đáp án nào mình thấy mang máng ấn tượng đầu tiên thì là sẽ đúng. Cái gì đấy? Dũng đi đá bóng á? Không. Chắc đấy có nghĩa là được trưởng đội cổ vũ. Thôi thằng Dũng đi đá bóng cũng được. Ông không cần phải đá đâu, chỉ cần nộp tiền là được rồi. Không cần phải đá. Ông yên tâm, đá bóng xong bất kể thắng hay thua sẽ được đi nhau. Tên cho nó là gì? Tôi cũng bầu lần nghe năm bóng Liên Quân 69. À đâu, đúng rồi, lớp mình là lớp 6 và lớp kia là bao nhiêu? 5. Thì sao chứ biết là mẹ nó không đúng chưa? Ở trong bóp nó có cái thông tin không chưa? Mọi là Thank you.
Cái gì Dũng nhỉ? Phun lên. Rồi. Rồi. Hôm nay đi, hôm nay đi chưa? Chưa đấy chẳng. Đi đây đi. Bạn sẽ mai.
Thank you.
Sao lại phí nhỉ? Thank you.
insert. Xong rồi đây, đây là hàm insert. Đấy, qua hàm insert nhá. Chúng ta sẽ có this query builder bằng insert into table name này, và ngoặc này đúng không? Sau đó là đến các cái cột đúng không? Thì chúng ta xây dựng cột dựa trên cái this column. Thì chúng ta sẽ có là if this trỏ đến col khác null. Tức là cái giá trị của cuộc của cột đấy khác null thì chúng ta sẽ continue. À, nếu mà bằng null thì chúng ta continue luôn, không chạy cái này. Còn nếu nó khác null thì chúng ta sẽ có là this trỏ đến query builder bằng tên cột. Được chưa? Sau đó là xây dựng xong cái đoạn này thì chúng ta sẽ có cái gì? Và đâm ra cái this trỏ đến query builder die. Đấy, chúng ta sẽ có cái này. Insert into post title content created by. Được chưa? Đến đây là chúng ta đã trim xóa mất cái phẩy đằng sau đi rồi. Chúng ta sẽ có tiếp theo query builder .value mở ngoặc đúng không? Title content created by value mở ngoặc này. Tiếp theo đến giá trị đúng không? Giá trị chúng ta nếu mà bằng null thì chúng ta cũng bỏ qua. Còn nếu khác null thì chúng ta cũng sẽ cộng bằng dấu phẩy này. Và giá trị của cái thuộc tính tương ứng. Bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới này, chúng ta xem. Title content với giá trị tương ứng này, giống y hệt như nãy. Chúng ta bây giờ loại bỏ cái này đi. Loại bỏ dấu này đi thì dùng cái trim right r trim. Xóa đi, kết thúc ở đây. Xong. Xong câu lệnh chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ có là prepare vào cái query builder và execute. Và chúng ta tiến hành this id bằng this connect trở đến last insert id. Được chưa? Nó sẽ lấy ra cái ID cuối cùng và gán cho cái thuộc tính ID của cái đối tượng của chúng ta. Và chúng ta sẽ return cái this luôn, return cả cái đối tượng đấy. Nhưng mà để thực hiện được cái return cái ID này này thì ở trên cái đoạn connect ấy. Ủa? Đấy tôi xếp rồi mà. Không phải làm gì tốt. Xong luôn. Bây giờ chúng ta chỉ việc this connect last insert ID và return this. Ra ngoài thì nó sẽ như thế này. Các bạn nhìn thấy cái ID ở đây không? Thuộc tính ID bằng 8 này. Và cái giá trị cuối cùng mà tôi điền vào cơ sở dữ liệu. Thì chúng ta đã thực hiện xong cái hàm insert. Còn hàm delete thì đây. Cái hàm này thì dễ đúng không? Chẳng có cái vẹo gì cả. Tôi sẽ đẩy code lên. Update, insert và delete function base model. Xong luôn. Bây giờ các bạn làm cho tôi cái logic của phần insert như sau. Ở ngoài cái list này các bạn lấy để chống một cái thẻ TH đúng không? Thì chúng ta sẽ có một cái thẻ A bằng href bằng fpost.php. Đây là fnew. Thì ở đây các bạn làm gì? Trong cái hàm fpost này các bạn làm gì? Biết không? Hàm này chúng ta làm gì? Và ở cái file này, export này chúng ta làm gì? Tạo một cái form. Form này có dữ liệu không? Có ID không? Không luôn. Xong rồi sao?
xong rồi submit lên một cái form, một cái file là file save insert chẳng hạn, hoặc là save as blog post chẳng hạn. Sau đó lại làm như này, lại làm như này, lại lấy ra cái title, lấy ra content, lấy ra created by. Nhưng mà ở dưới này chúng ta model bằng new post, sau đó là điền những cái, chúng ta không có đoạn check này nữa, chúng ta điền những cái thông số này vào, đúng không? Rồi tiến hành là model bằng model insert. Nếu mà chúng ta kiểm tra cái model sau này, nếu mà muốn kiểm tra thành công hay không ấy, chúng ta chỉ đơn giản là if model trỏ đến ID lớn hơn 0 thì tức là chúng ta insert thành công. Thật luôn. Bởi vì chúng ta đã lấy ra cái đối tượng mới rồi thì nó sẽ bao gồm cả cái ID mới của nó. Được chưa? Thì đấy là cái logic của chúng ta sẽ làm phần insert này. Các bạn làm đi. Tôi sẽ đẩy code mới lên. Làm tôi phần tạo mới một bài viết. Đấy là cái luồng logic của chúng ta. Cái đấy làm sau, làm xong cái tạo mới bài viết đi đã. Tạo mới thì chọn một tác giả trong cái đống đã có sẵn không? Bây giờ là gần đủ các cái điều kiện để làm hoàn thiện CRUD một cái bảng rồi đấy. Buổi sau chúng ta ốp MVC vào nữa là xong. Khoảng 2 buổi nữa. Thank you.
phần insert thì chắc là 5 phút. Mọi thứ có hết rồi. Chưa xong làm gì mà bận lâu thế.
Phòng giờ là thế. Alo. Làm nhanh cực kỳ luôn các bạn, chỉ cần biết copy thôi là xong rồi. Đây, đây save đây, bọn này dòng rồi. Vẫn lấy title, vẫn lấy content, vẫn lấy post như bình thường, model, bây giờ bằng new model này. Model trở đến title, trở đến content, trở đến created by. Model chọn bằng model chọn đến insert, sau đó là nếu mà model bằng rộng bằng full ấy thì hiển thị ra thêm mới thất bại, còn nếu không thì đẩy về cái list. Xong hết phim. Đi có vài chữ là xong, bởi vì nội dung của nó không khác so với cái phần update là mấy, nó còn ít hơn, đơn giản hơn rất là nhiều. Các bạn nào muốn xem phần nào? Đây nhá, ở list này chúng ta có một cái thẻ A đẩy sang trang S
adpost.php là add new đúng không? Đây là list của chúng ta add new này. Giao diện như này, tức là dữ liệu không có gì, chúng ta vào adpost này. Chúng ta chỉ cần require cái user để lấy cái đoạn option thôi. Thì chúng ta sẽ có input, cái này bỏ đi, post ID bỏ đi. Input post ở form này bằng save post.php, method bằng post. Chúng ta sẽ có title, có content, có author, có select. Select nó lấy từ user ra, bỏ cái đoạn selected đi. Và chúng ta không cần đến, bởi vì người dùng mới làm sao biết tác giả của họ là ai đúng không? Chúng ta bỏ nó đi. Sau đó submit thôi. Submit lên thì chúng ta đẩy vào trong cái trang là save as post.php. Thì đây save as post thì lại require one post. Lấy ra title, content, created by, trở đến insert, gắn cho nó bằng một cái biến. Nếu cái biến đấy mà khác rộng, tức là chúng ta khác phone thì chúng ta đã insert thành công. Còn nếu mà bằng phone thì chúng ta là thêm mới thất bại. Và nếu mà thành công rồi chúng ta đẩy về trang index. Thế là xong, hết phim. Code lên rồi, xong chưa? À. Ui, kinh thế. Hả? Tôi vừa mới đẩy lên mà. Rồi, thế giờ hàm delete, cái file delete làm nào? Delete. Ví dụ như ở đây chúng ta có một cái td trống đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái gì? Thẻ A này. Href bằng update.php hỏi chấm id bằng echo ra cái p trỏ đến id, đây là update, duplicate thằng này lên, duplicate thằng này lên. Chúng ta có hàm là file là file remove trừ post chấm php với id bằng, đây là remove. Bây giờ cái giao diện của chúng ta sẽ thành thế này, update remove. Update thì lại ra cái giao diện update nãy thôi. Bài viết số 5 version 1. Submit lên. Đây, 5 version 1 đây. Còn xóa ra. Xóa ra. Lại lấy ID ra thôi. Thì bây giờ chúng ta cứ tạo ra cái file remote post.php này. Bây giờ đi copy lại nội dung vào trong cái file update .php để copy cái đoạn này. Remove post. Đấy. Lỗi gì biết. Remove này, chúng ta cũng get ID, lấy post bằng ID, nếu mà post không tìm thấy thì là bài viết không tồn tại, còn nếu mà tìm thấy thì chúng ta có gì? Post trỏ đến delete. Và cuối cùng là header location về index, về list.php. Xong phim. Xóa thử cái. Xóa luôn. Xong chưa? Chẳng có cái mẹo gì. Làm hết rồi còn đâu. Đấy, còn UD chỉ có thế thôi, đơn giản mà. Đau đầu à? Mặc kinh đấy. Các bạn hoàn thiện nốt phần post đi, sau đó các bạn ngồi còn lại khoảng 30 phút. Các bạn ngồi làm tiếp cho mình thêm sửa xóa của thằng user. Đấy, cái đối tượng user này. Thiếu cái gì thì thêm vào, làm thêm sửa xóa danh sách cho nó. Có thế thôi. Đẩy code lên nhá. Thêm sửa xóa.
có cái base model chúng ta làm gì nó nhỉ? Rất đơn giản thôi. Ai cần giúp đỡ thì ới luôn nhá.